Tiếp tục làm việc anh chị ơi. Thời gian qua anh chị tạo áp lực cho em rất nhiều nha. Dưới 3 tỏi, tìm nhà gần làng đại học không có nha quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay em nói với anh chị mình căn này ra vội quý chị nha. Căn này là phải vội, nếu mà không vội không bao giờ có cơ hội. Nếu xem xong video này mà căn nhà này không còn nữa thì sau này không có những căn nhà tương tự đâu anh chị nha. Dám chắc với anh chị luôn. 2,6 tỏi anh chị nha. 70m2, sổ hồng riêng, ngang 5m. Đây là phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương ha. Gần bên làng đại học quốc gia, gần ký túc xá khu B. Ký túc xá khu B làng đại học quốc gia đây quý chị thấy chưa? Đúng 1 km. Vị trí vàng trong làng đại học quý chị nha. Em hãy chỉ review sổ hồng riêng, không review sổ chung. Anh chị lưu ý giúp em nha. Và điều đặc biệt là review miễn phí anh chị nha. Review miễn phí. Rồi, đường bê tông ô tô tới nơi quý chị ha. Kết cấu nhà của mình ngang 5m, dài 14m anh chị. Hành lang này mình có thể để xe máy thoải mái quý chị nha. Trên thị trường mà căn nhà 2,6 tỏi này là không có, kể cả đất ở cái khu vực này cũng không có anh chị nha. Căn này là 70m2, 40m thổ cư anh chị nha. Đó, nhà ngang 5 dài 14 ha. Hướng tây bắc, anh chị nào tây tứ đạch hợp nha. Anh chị nào đang cần tìm nhà cho con em mình ha, học ngay làng đại học, vào việc luôn căn nhà này đi anh chị. Lấy vào đầu tư ha, cho con em mình ở rộng rãi thoải mái và riêng tư. Wow, ghê luôn quý chị nha. Trên thị trường để mà kiếm một căn nhà gần làng đại học quốc gia mà dưới hàng 3 tỏi sổ hồng riêng là rất hiếm quý chị ạ. Nhưng mà căn nhà này em nói với anh chị mình này, ra vội ra gấp phải vội nhá. Căn nhà này là phải vội. Phòng khách nhà mình đây. Nhà mình là nhà cấp 4 có gác quý chị nha. Ở trên gác nó có phòng ngủ luôn anh chị nha. Phòng khách đó, nhà bếp đây. Đây khu vực bếp này quý chị. Phòng ngủ dưới bên đây. Công năng rất ok luôn quý chị ơi. Hai phòng ngủ tặng kèm cho anh chị mình máy lạnh, có máy lạnh luôn anh chị nha. Phòng ngủ này rộng này, nhà vệ sinh mình bên đây. Đó, khu vực nhà vệ sinh nha. Rồi, bây giờ lên khu vực gác. Bây giờ lên trên đi quý chị. Ngang 5 và dài 14, chỗ này là cái hành lang ở đây ha. Phòng ngủ đây quý chị. Tặng luôn máy lạnh, quý chị thấy chưa? Hai phòng ngủ rất mê luôn anh chị nha. Ra ngã ba cái lớn, ủy ban phường Đông Hòa, chợ Đông Hòa, 1 km anh chị. 2,6 tỏi là còn nói chuyện. Em xin cảm ơn.